nhỏ. Cá mú hả? Hai con á hả? Bên này có cá mú sống rồi hả? Kỳ gọi tới là không có cá mú sống, bên này là như là đầy đủ nhiều hơn á. Có mực nè. Cái này hấp hồng công. Hấp hồng công. Tô hai á, tô hai nè. Tô hai thì có cái tỏi sốt mi hấp nướng. Cái tỏi sốt mi nướng được. Món nào ngon làm thôi. Gia đình mình đi cáp treo lần thứ hai, tại qua đây là vui, rất là vui, qua đây ăn uống cảnh đẹp này kia, cho nên gia đình có mập ra vẫn là mập đi, cho nên nó vẫn là mập đi nè. Má đi bộ má ấy thôi, bây giờ do mình đi vô đi, bữa nay là đỡ xếp hàng hơn mấy bữa trước. Có vé trong điện thoại con. Lại đó mình chỉ cài vé vô thôi là xong rồi con. Đây, trước má mợ cậu đi đó, mọi người đi đó. Bữa nay thì đi đỡ xếp hàng hơn mấy bữa đông nghẹt luôn. Bữa nay đi lần thứ hai, đi rồi mà vẫn đi nữa, tại vì có bà chị với ông anh, bà chị với hai đứa cháu ở trong trà Vinh đi ra, cho nên mình đi tiếp tục lần thứ hai. Ra đây là qua đây mà sẽ mình quay cái phở chua gì hả, cái gì phở chua Hà Giang gì á, với bánh canh tôm hùm nữa, mình chưa ăn bánh canh tôm hùm với phở chua Hà Giang. Phở chua Giang chưa từng nghe luôn á. Bữa nay đi đỡ ấy không? Có chứ, con nói chuyện nên chậm à. Bữa nay đi, bữa hôm mình đi là mua vé không 35 phút, xếp hàng đi vô đây là 4-2-4, bữa nay đi về là chống lỏng á, đỡ á. Vô gạt cái thẻ cho. Rồi, gia đình mình đi tiến tới hàng sắp hàng. Đi vô đây có mấy phút à? Bữa nay đi là ấy rồi đó ha. Hôm bữa mà nhích má điên, hồi má mệt quá má ngồi xuống luôn á. Bữa đó mà nghĩ đi hàng bữa nó đông kiểu này là bữa nó đông nghẹt luôn. Mấy bữa mình chích máy tới còn ở bài kia cái chỗ bãi rồi kia. Sắp hàng từ ngoài sân luôn á chứ không phải đâu. Còn này mình đau găng, mình được phép đi mà luật sư mình nói luật sư luôn. Trả tiền một mình á, tiếc tao trả cho mày mà mày đi chơi. Phải hỏi luật. Đây, gia đình mình tiến đi vô tới cũng gần tới rồi các bạn. Music ở là để lát tới kia con đi trước cho, để con ấy gài thẻ mọi người vô.
lấy máy này kia cho anh đi trước, lát anh đưa thẻ mọi người đi vô, không có sao đâu, thì lát đi tới cũng được. Không, giờ đi tới đi cũng được. Không, chưa đâu. Đây, bình thường mà đông hả, vô đây là còn sắp hàng lần đời lần nữa, lên đây nữa đó. Rồi bữa nay thì giãn đường giãn rồi. Đây gia đình mình đi chung trong đây 13 người. Rồi vô luôn. Đi cáp treo lần thứ hai, đi qua đây rất là vui cho nên gia đình muốn đi. Hôm nay là có bà Mập đi đó nè. Bà Mập, à, có bà Mập đi đó. Trong gia đình đi nè. Đây có hàng Thanh Thanh. Đủ nè, đủ nè, đủ 13 người mà. Cái này như 15 người lận mà. Không đi, không. Đó. Đi mình cũng được kìa. Bơm là mình đi, mình quay ban đêm, bữa nay mình quay ban ngày. Đó, cái cảnh của ban ngày khác, đi ban đêm khác nè, đó. Bơm là mình đi cách giao vào ban đêm, bữa nay mình đi vào ban ngày để mình phải. Đẹp chứ, quá đẹp, đẹp, tối giờ phải đẹp lắm. Đây sao mình đi xấu quá vậy? Sáng, đi sáng quá vậy? Ở đâu chó là đầy chó. Bơm hòn đi xong nhìn xuống nó trôi lạnh chân luôn. Đâu là bằng ở cơ hòn thơm gì đâu. Cái này ngắn Phú Quốc mà, Phú Quốc nó tới 8 cây số rồi đó. Đúng rồi. Này cái chút mà nó sợ. Chút xíu rồi. Bữa nay là không có xuất hiện vợ em. Ở dưới mấy chiếc tàu ấy. Ồ, mấy chiếc tàu kìa. Đây thì biển ngồi ngay chỗ này nè, thấy mấy người ta đi biển nè. Dạ, dạ, dạ. Làm gì sỏi hả, làm gì? Mở đây. Ông ở làm vậy rất tiện á, và cho dân ở bên đây nhiều khi bỏ 60 ngàn đi qua đây uống cà phê cũng được. Này, này lên đi cao nè. Nhà chơi ở đây mình về cả nhà đó. Ở dưới là chiếc tàu nè. Ờ, dưới mấy chiếc tàu cho chạy nè. Ra đây chim đi biển. Dạ. Đó, chim viên bơ kìa, thấy chim viên bơ nha. Cảm ơn không? Tây Vimber. Ở bữa mình quay ban ban đêm nữa, có cái vẻ đẹp của ban đêm mà đi ban ngày thì có vẻ đẹp của ban ngày. Dạ. Khu bên đó hình như nó còn đương tiếp tục thi công, còn đương làm nữa mà. À. Chưa rồi đó, chở cát đó là vô quá chừng. Thấy đi gì được chứ đi 900 ngàn, nhiều khi qua đó có người chơi, có người không chơi. Chắc chắn là nhóm người, chắc chắn người nào chơi. Cái quán lộ biển chưa mở đâu Đức, nằm bên kia kìa. Hả? Thanh Xuân gì đó kìa. Quán gì cái gì Xuân Xuân gì đó. Đó, mang ngay chỗ, ngay chỗ mấy chiếc tàu nè. Nó chưa có mở cửa. Anh đứng đây nè, em quay cho thấy cái tên kia. Chúng ta thấy cái sau lưng kìa. Thấy rồi. Sau lưng kìa. Quay lên coi. Lên hông nè. Thấy rồi.
cái sau lưng luôn. Rồi xuống, rồi xuống. Rồi chị làm thế nhất. Chị làm xuống bắt đầu nhìn thấy cảnh giống Phú Quốc không? Có đi Phú Quốc đâu biết. Ồ chưa đi hả? Thôi mai mốt đi đi. Nó dẫn chứ đi đi đây rồi, đi đây. Chưa đi Phú Quốc sao biết. Đi đây chắc nghĩ không cần phải đi Phú Quốc. Tại giờ đồ biển đây ăn nó rẻ, nó ngon mà tươi sống. Quảng cáo gì Phú Quốc ta chửi chết. Oh my god. Hả? À, vậy nào? Quảng cáo gì là dân Phú Quốc chửi chết. Đó, là xuống đây. Đổ xuống đá không? Xuống đổ xuống đá không? Đẹp chứ sao? Đẹp lắm á. Đó, đẹp không con? Không đẹp hả? Sao vậy? Nó đẹp lắm mà. Rồi, bây giờ gia đình mình đã đến Viber. Ta đang cái gì mà tôi đang to ghi à, rồi chuẩn bị rồi nhà mình đã đến bay mưa gà đá không bay mưa gà qua mưa gà gán đi nha bi. Đây Trầm Hương Khánh Hòa, Mai Si. Bỏ mình đi, mình quay vào ban đêm, bữa nay giờ quay vào ban ngày. Ăn thơm hết chứ hả? Đồ bán Trầm Hương thương mỗi cái cây hả? Cái cây mà bữa em đưa cái chiếc lắc cho anh là Trầm Hương nè. Đang uống nước của KFC thì gặp cách chia rồi chứ. Dạo xong về cả nhà vô được uống ăn bánh ăn nước. Yeah.
đi múa, cái đội của mình đi múa. 5 giờ. Đó. Đó bây giờ mình nấu nước rồi. Rồi chiều mát xuống là đông, rất là đông luôn. Đây là quay F9. Ở bên trong nó làm giống như kiểu mà Tesla vậy. F8. Đây buổi chiều hôm xuống trời rất là đẹp, có nhiều người đứng cả chụp hình vào cảnh hoàng hôn xuống nè. Nếu mà ai không đi cáp treo thì nó có cano, có tàu cho mình đi đưa mình qua luôn các bạn. Bây giờ là đi dạo, đi từ sáng giờ rồi, bây giờ là con gái nó mỏi chân rồi, bây giờ cậu mới đi nè. Giờ cậu đi kiếm quán ăn. Đó bên kia có quán ăn restaurant của cơm phố, cơm Việt này kia, nó kia ẩm thực củ châu. Đây đó, nếu mà ai mà không đi cáp treo đi tàu qua cano, tàu qua đưa đó kìa. Đây bà Mập đang chụp cảnh hoàng hôn xuống nè. Đó có bà Mập luôn nè. Đây bà ngoại luôn nè. Đẹp lắm bà ơi. Bây giờ là mình cõng Lê Vy là mình sẽ dục Lê Vy xuống biển nha. Cho Lê Vy bơi về nha. Chịu không? Vy này được là 11 tuổi á. Dạ. Ngày mốt 11 tuổi mới cấp treo giờ bắt tối. Bây giờ cấp treo chưa mở đèn. Giờ mấy cây kia bắt đầu lên đèn rồi đó. Dạ. Đây. Ủa Lê Vy đâu chị Thanh?
Rồi đi. Bây giờ con gái ngủ chưa? Ngủ chưa? Ngủ rồi. Ngủ chưa? Bây giờ con gái ngủ rồi nè. Bye bye. Bye bye mẹ đi. Bye bye mẹ. Đây 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 đây. Rồi, thôi đi. Đi tới là qua qua kia là tới tiệm đó rồi. Đó, chiều hoàng hôn xuống cảnh rất là đẹp, ai cũng đến đây chụp cảnh hoàng hôn quá các bạn. Thôi thôi. Ờ, con gái nó cổng mà nó kêu cổng nó, bây giờ nó hỏi mỏi tay chưa, nó mỏi chân quá rồi, này, hai cái chân nó nè. Rồi, rồi xuống giùm tôi đi, mỏi quá rồi.
gia đình mình đi dạo nãy giờ cũng mệt rồi, đói, ai cũng đói rồi. Bây giờ tới lại là tới quán ăn hải sản Thành Sương. Quán này mình đã cũng ăn rồi nha các bạn. Nhưng mà hôm nay mình đến rồi, đồ hải sản nó còn đầy đủ hơn lần trước hay không? Bà xã mình cũng nãy giờ ngồi đợi chơi có bàn, giờ có bàn rồi bà xã mình mới gọi tội tới nha. Cái đó là cô Hà Võ. Ờ. Cá có mú hả? Hai con hai cá mú hả? Bữa nay có cá mú sống rồi hả? Kỳ coi tới là không có cá mú sống, bữa nay như là đầy đủ nhiều hơn á. Có mực nữa. Cái này hấp hồng công. Anh bác ơi. Tô ai nè? Tô hai thì có cái tỏi xúc mi hấp nước. Cái tỏi xúc mi. Món nào ngon làm tô ai làm món nào ngon? Không ngon khỏi trả tiền đó. Lấy lấy xong mía rồi mình hấp con này xong mỏng cũng có hành rồi đi phù hợp không được. Còn 1, 2, 3. Ok. 13 người tức là khoảng 10 người là 3 đứa nít không ăn được đâu. Tụi bà rồi đó, hai tụi bà đây. Cái này phải kêu Hiền lại cầm giống bố hổng nữa. Còn có một tí phim. Dạ, bố bôi. Con bố bôi. Dạ, tập 8 cái lạng cưới. 8 cái lạng cưới. Anh không biết. Sao quay được muối xào me, nó xào me thì lấy cái tô Hà Nhỏ. Lấy 2 con thôi à, 2 con. Không, lấy gì vừa thôi. Ăn hết không hay à? Đó, bởi vì em mỗi ăn hết 1 năm thôi. Dạ. Đây là tài quán của Thanh Sương, món này, quán này làm đồ ăn rất là ngon. Cái 2kg đi, 2kg. Sò mồng, sò mía 280.000, sò mồng 230.000. Mía. Lấy sò mía rồi mình hết không nè? Ở tôm mực nè, tôm mực 1,5 triệu, 1,5 triệu, còn con nhỏ thì ở trên là 1,2 triệu. Còn cá chim. Con này ốc thì ốc trắng. Ngon biển à. Bữa nay đầu nhiều không vô ổn nè. Tôm hùm có đặt không hay là không cần? Tôm hùm có đặt không hay là không cần? Hỏi hả? Rồi, bây giờ mình ra bàn đó. À rồi. Cua này, cua gạch 580. Bây giờ 12 em lấy cho chị 6 con giờ. 4 con được rồi. 4 con thôi. 4 con là đủ rồi. Tại vì đứa nào nãy nó cũng nói no lắm mà. Lấy 4 con đó em. Lấy 4 con lên 4 con tôm hùm đủ rồi. 8 con là 4 người, 8 người ăn rồi. Rồi 4 con được rồi. Anh tập lớn mà, cái tập lớn con tập lớn không? Ai biết không? Rồi. Cái này mấy con? Dạ 4 con. 4 con. Dạ. Con ký 8. À, đủ không? Đủ rồi. Dạ. Còn đúng không? Rồi. Còn mấy nhỏ mình nữa. Dạ. Mình cứ ăn đi rồi hết. Dạ. 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 Quy vô giấy nè, tờ giấy luôn nè. Nãy ông quy vô đây luôn. Dạ rồi, cô đưa 2 tờ cho nhân viên luôn rồi. Còn muốn bóng hỏi nhân viên giấy chưa anh? Thật được, đưa 2 tờ, lát tính tiền có 1 tờ rồi. Dạ. Tính tiền tờ ra, lại còn lại tâm hồn lại không được. Đó, dạ. Là chính xác luôn á. Dạ rồi, coi cái này. Quay nè. Ông giờ vô, giờ hấp dẫn hơn các bạn. Đầu có hào nữa, hào 100.000 đĩa.
Rồi, mấy cái mực với tôm đó mình ăn xong rồi. Này thì gần tới ngoài cáp treo này là lúc nào cũng ghé qua quán Thanh Sương ha. Nó làm mà đồ ăn vừa ngon ha, vừa khẩu vị lắm. Mà đồ thức ăn này nó cũng rẻ tiền lắm thôi. Nãy không chứ. Này món sò nghêu hấp thái. Cái này nghêu hấp thái. Nghêu hấp thái, nghêu hấp thái. Thử đi. Này có ớt ngon á. Ủa hấp thái mà. Quay né một người cho nên không ai. Ngon á. Không mà quán này làm ngon. Cái khẩu vị với cái nêm nếm này kia làm ngon. Đây là loại tu hầy súp me loại nhỏ, nhưng mà nãy em có đặt hai con lớn rồi không? Không đặt con lớn. Ồ, đây là tu hầy súp me, nhà mình có hai dĩa. Dĩa đây. Rồi ăn tự nhiên nha, đâu đây đây. Tu hầy súp me, ăn đi. Hai nán ta. Đây. Vừa ăn vừa ngắm cảnh biển. Sò mồng. Đây là món sò mồng. Mì xào hải sản. Mì xào hải sản với sò mồng hai đồng thì có hết. Còn đây là con sò buồn. Không ăn được cái gì hết trơn á. Còn ăn cáp chơi thôi hả? Ra đây ăn hải sản chứ tự nhiên ăn cáp xê. Tiếng ơi, con chơi ngon. Dạ, cáp chơi ngon hải sản hả? Dạ. Đây. Còn món kế tiếp là món tôm hùm chế tỏi. Ngon. Đến tôm hùm. Bốn con được đưa lên cho bà. Ăn đi. Mà. Đây nè, món sò nữa nè con. Đây thêm một nồi sò gì? Nghêu. Hấp thái, món này rất là ngon. Cho nên làm thêm nồi nữa.
Rồi tôm hùm đó. Ăn đi, ăn đi, ăn tôm hùm cắt ra nè. Nam ăn đi, Nam. Ken. Tôm hùm ăn. Bữa nay nó ăn đâu, dở quá nó ăn. Rồi bữa nay Ken. Bữa nay là Ken không biết ăn tôm hùm đúng không? Con ăn dở quá, con ăn ơi. Con ăn thấy ngon không? Quán này làm ăn ngon không? Ngon. Dạ. Ăn xong lát nói chủ quán con khen ngon, chủ quán khỏi tính tiền. Dạ. Đây thêm là một món cuối cùng là món cá mú hấp Hồng Kông. Nha, mười hai con nó ăn cái này ăn phê luôn á. Xong hết. Đây là. Rồi ăn đi Thảnh, Thảnh cá mú rồi hả? Ăn nóng ngon hả con? Lắc hồi nó nguội hết ngon rồi. Đang ăn đi gì? Gì qua lại. Ăn đi ăn đi ăn cá nóng ngon á. Rồi bây giờ gia đình mình đi qua cáp treo ăn no phủ phê. Giờ gia đình mình đi về nha các bạn. Đây những khuôn mặt thân thương. Thấy không? Ok, hẹn năm sau gặp lại. Rồi gia đình mình đi qua ăn không ở quán cái gì Thanh Sương hả? Bye. Thanh Sương quán đó ăn ngon mà rẻ nữa. Sao con? Con mỏi chân luôn. Mỏi chân hả? Rồi chút xíu xuống cổng nha. Có mỏi chân chưa? Dạ, mỏi chân. Vậy nhảy xuống đây là bơi. Anh điện cho bác sĩ. Điện taxi rồi, taxi cho qua kia là có taxi của mình luôn. Rồi thôi mình qua hôm đó mình ăn phủ phê về có 6.1 à, thấy không? Ăn tôm hùm, ăn cá mú cái này kia, ốc chè dôi này kia, cá món. Mấy cái mú, cái mú đúng không? Cá mú bữa nay mình ăn cá mú. Quay lại đẹp rồi. Căng ăn cá mú mà không ơi. Quay từ từ qua. Đó. Không có quay rồi. Có hả? Ăn cá mú này kia thôi, phủ phê trên. Nó có 6.1 à. Rồi thôi mình xin kết thúc video tới đây nha các bạn. Hẹn gặp lại cô chú anh em các bạn video kế tiếp. Bye bye.